Trộm ví mua váy. Trời ơi, bộ váy này đẹp quá, chắc chắn là nó hợp với mình. Mấy đồng này làm sao đủ mua bây giờ? Mẹ ơi, con muốn có một chiếc váy mới ạ. Tủ quần áo của con còn nhiều đồ mà. Nhưng chúng chật và xấu lắm ạ. Con muốn có một chiếc váy như trong tờ tạp chí thời trang này. Con gái à, nó đắt lắm. Năm học vừa rồi, con đạt học sinh giỏi. Ba mẹ vẫn chưa có phần thưởng cho con mà. Con sẽ có quà, nhưng không phải những thứ đắt tiền xa xỉ thế này. Nó đâu có quá xa xỉ ạ. Mẹ đã nói rồi, không là không, con gái à. Cháu sang đường mà không chú ý xe cộ là sao? Dạ, cháu mãi suy nghĩ nên không để ý. Cháu xin lỗi ạ. Cháu là con gái của mẹ Ngọc hả? Thôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận nha. Mẹ cháu hay lấy rau của cô lắm. Thôi cô đi đây. Vâng ạ. Quái lạ, cái gì thế? Có phải của cô bán rau lúc nãy không ta? Trời ơi, Tiên, chỗ này cũng khá, có thể mua chiếc váy mới rồi. Con gái à, mẹ vào được không? Vâng, mẹ vào đi. Làm gì mà như người mất hồn thế kia, xuống ăn cơm đi con. Vâng ạ. Chiều nay đi chợ, gặp chị Mùi bán rau mà em thấy tội nghiệp quá à. Chị ấy gặp chuyện gì hả em? Chiều nay đi chợ, chị ấy đánh rơi bọc tiền lúc nào không hay, cả gia tài đấy anh à. Khổ thân chị, làm lũ vất vả gom góp từng đồng để cho cô con gái nhập học. Ai dè, hay đúng là. Anh à, em có ý này, hay là mình biếu chị ấy một số tiền? Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy. Ba mẹ thật là, trong lúc mình xin tiền mua váy thì không cho, tự dưng lại đi cho người dưng. Con mời ba mẹ, con ăn no rồi. Sao thế con? Mới ăn một chén mà, con mệt hả? Dạ không, con no rồi. Chắc nó buồn vì em không cho tiền con mua váy mới đấy. Hay, con bé thật là. Con gái yêu này. Anh ơi. Ơi, gì đó em? Anh cất đi này, chị Mùi không chịu nhận đâu. Sao, chị ấy không nhận à? Chắc mình nói không khéo chứ gì. Chị Mùi nói gia đình chị nghèo thì nghèo thật, cần tiền thì cần thật, nhưng chị ấy nói không thể ngửa tay xin tiền của người khác. Ai cũng phải lao động vất vả để kiếm được đồng tiền, dù nghèo khó cũng phải giữ lấy lòng tự trọng. Chị ấy đúng là người tự trọng hiếm thấy, nghèo mà chính trực, không tham của ai cái gì bao giờ. Thôi đành vậy, chỉ mong có ai đó nhặt được tiền thì trả về cho chị ấy. Con bé sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Hôm qua con nhặt được cái này của cô Mùi bán rau. Vì cô đụng phải con trước cổng nhà nên con đoán là của cô. Mẹ giúp con trả lại cho cô nha. Hóa ra là như vậy. Ôi con gái, con làm vậy là đúng lắm. Con gái ngoan, bố mẹ rất tự hào về con. Chiếc hộp ký ức. Ba đang làm gì thế ba? Peter, con về rồi đấy à. Ba đang định làm bữa tối, nhưng... Con đã nói là ba đừng làm gì mà. Ba ơi, con về rồi. Lại có chuyện gì thế này? Là ba lại muốn làm bữa tối em à. Ba thấy hai đứa đi làm về muộn quá, nên xuống bếp, định chuẩn bị đồ ăn cho các con luôn. Ba cứ để đấy, để con làm cho. Thế ba về phòng đây. Đấy, anh xem,
vợ chồng mình thì suốt ngày đi làm, lại hay về muộn như thế này. Ừ, anh cũng đang rất lo. Giờ ba tay chân đụng cái gì thì làm hỏng cái đó. Trong lúc vợ chồng mình không có ai ở nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc ba lại làm vỡ cái gì trong phòng rồi. Cứ thế này không ổn chút nào, em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, anh sẽ tìm một viện dưỡng lão. Anh nghĩ thế là đúng lắm. Ở đấy sẽ có rất nhiều người chăm sóc ba. Ba ơi, chúng ta đi nhé. Ở đó ba sẽ được chăm sóc chu đáo. Chúng con sẽ thu xếp vào thăm ba thường xuyên. À, con xem cho ba cái hộp nhỏ ba hay để ở đầu giường đã có đấy chưa? Để con xem đã. Trong này không có ba à? Dạ, để con kiểm lại trong phòng xem thế nào. Chiếc hộp này phải không ba? À, đúng đó rồi. Bức hình này... gì thế anh? Đây là... con trai, sao mà mọi thứ rối tung như thế này? Để bà xem cho nào. Đây, con phải lắp như thế này, thế này. Đảm bảo bài thực hành của con sẽ được điểm cao nhất lớp cho xem. Đúng thế. Cứ thế này. Đẹp quá, tuyệt quá. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Ba là tuyệt nhất. Đừng bao giờ vội bỏ cuộc nhé con trai. Ba luôn bên con khi con cần. Ba ơi, chắc con không chạy tiếp được nữa đâu. Chân con đau nhừ, con mệt lắm. Con trai, cố lên, không được bỏ cuộc. Giờ chúng ta có thể nghỉ một lát, ba sẽ xoa bóp cho con. Sau đó con sẽ lại chạy tiếp được thôi. Con trai, chúc mừng con. Ba, huy chương vàng này con tặng ba. Peter, anh sao vậy? Chúng ta sắp chuẩn bị đi rồi. Không, ba sẽ không phải đi đâu cả. Ba, ngày còn nhỏ, ba luôn luôn bên cạnh con, đỡ con dậy khi con vấp ngã, trông chừng cho con. Thế mà giờ đây, khi ba chân chậm, mắt mờ, con lại không làm được gì cho ba. Anh không thể để ba vào viện dưỡng lão được. Dù khó khăn, vất vả thế nào, anh cũng sẽ ở bên ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Ba ở nhà cùng với chúng con nhé. Những tờ giấy nhớ trên tủ lạnh. Hôm nay mẹ về muộn nhé. Con ở nhà ngoan nha. Mẹ ở nhà với con một bữa thôi. Ở nhà một mình mãi, con chán lắm. Mẹ bận lắm. Nay mẹ gọi cô Tâm đến chơi với con đó. Bữa sáng của con mẹ để trên bàn. Chốc nữa cô Tâm sẽ qua giúp con làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Mười giờ, cô gia sư đúng giờ quá. Chào em, chị là Tâm, sinh viên. Em biết rồi, chị giúp việc theo giờ của nhà em. Chị sẽ giúp em làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Em ở nhà một mình như thế này có sợ không? Không, từ ngày ba mất, mẹ bận công việc suốt, em ở nhà một mình quen rồi. Chị nghĩ em cần phải dừng xem tivi thôi, chúng ta sẽ học bài bây giờ. Chị làm cái gì vậy? Em đang xem hoạt hình. Nhưng chúng ta cần phải học, mẹ em bảo chị cần phải dạy thêm cho em sắp thi học kỳ rồi. Chị cứ nói với mẹ em là hôm nay em học rồi, mẹ em chẳng biết đâu mà lo.
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. Con trai, hôm nay mẹ về trễ, con nhớ. Mẹ cứ dán giấy, nhớ lên tủ lạnh, chốc con đọc. Con nhớ uống sữa lúc 2 giờ chiều nhé. Cô Tâm rửa hộ chị chỗ bát trong chậu. Cảm ơn. Hôm nay chị sẽ dọn xong sớm. Chị em mình đi chơi nhé. Yeah, đi chơi, đi chơi. Cả nhà em hay đi chơi với nhau lắm. Từ khi bố mất, ngày nào mẹ cũng bận, chẳng thể dành cho em một phút, chứ đừng nói một ngày. Em đừng buồn, dù thế nào thì mẹ vẫn yêu em nhất. Không, chị chẳng biết gì cả. Mẹ yêu công việc hơn em. Em ghét mẹ. Em ghét cả cái tủ lạnh đó. Ghét những tờ giấy nhớ. Chị sẽ nói chuyện với mẹ. Alo, chị à, em có chút việc muốn nói với chị. Chị đang bận chút, có gì em cứ để lại giấy nhớ. Tối về chị sẽ xem nha. Chào em. Bề ngoài thì nóng hổi, nhưng bên trong thì lạnh ngắt. Chị đừng để mình biến thành cái tủ lạnh. Con trai, mẹ xin lỗi. Nhanh lên mẹ ơi, chiều bay lên rồi nè. Ừ, con trai. Cuốn album của cô trò nhỏ. Con gái à, dậy đi, muộn rồi đó con. Mẹ ơi, để con ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ. 7 giờ kém rồi đó con. Nghe nói hôm nay con có tiết giảng ở lớp thực tập cơ mà. Ôi, ôi, con quên khuấy mất. Con à, không kịp ăn thì uống tạm cốc sữa nóng đi, kẻo đói đấy. Thôi mẹ ơi, con không uống đâu. Uống đi kẻo đói, lại lả ra đấy. Thôi mẹ ơi, con sợ mùi sữa này lắm rồi, con không uống đâu. Lam, khoác cái áo này con, bên ngoài trời trở lạnh rồi đấy. Trời lạnh đấy con à, mặc vào đi kẻo lại cảm lạnh đó. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận quá đấy, con lớn rồi chứ còn bé nữa đâu. Con của mẹ sắp thành cô giáo rồi đấy. Thôi con đi đi, muộn rồi. Để vận dụng lý thuyết trên, chúng ta sẽ cùng áp dụng làm bài này nhé. Thương, con làm cho cô bài tập 1 trong sách giáo khoa đi. Thưa cô, con... Làm bài tập 1 trong sách giáo khoa đi Thương. Thương, sao cả buổi hôm nay cô thấy con không chú tâm một tí nào thế? Con đang xem gì vậy? À, thưa cô, không có gì đâu ạ. Là một cuốn album cô ạ. Con làm cô buồn quá. Xưa nay con có làm việc riêng trong giờ bao giờ đâu Thương. Lần sau không được làm thế nữa nha con. Ai như bé Thương? Thương. Con chào cô.
Sau cả buổi học, cô thấy con cứ mân mê cuốn album này vậy. Cô xem nào. Là con vẽ đó à? Dạ, hôm trước chú hai hàng xóm dọn nhà, chú vứt cuốn album cũ này ra đường, con nhặt về đó ạ. Mẹ con không có ảnh chụp sao? Dạ thưa không ạ. Mẹ con mất mà chẳng để lại tấm hình nào. Giờ con chỉ còn cách vẽ lại mẹ theo trí nhớ. Sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi cô ơi. Đến ngày đó, cuốn album này sẽ lấp đầy hình ảnh của mẹ. Cô ơi, sao cô lại khóc? Hay cô giận con vì hôm nay con không tập trung học bài? Cô không giận con nữa đâu. Nào, chúng ta ra ngoài cửa hàng lưu niệm đằng kia đi con. Để làm gì ạ? Cô sẽ tặng con một cuốn album mới. Con tha hồ cất ảnh mẹ vào đó nha. Con đã đánh thức trong cô những gì thật đẹp. Cô có nhiều cuốn album để dán ảnh cho mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dành một vài chỗ trong đó cho những tấm ảnh của mẹ. Trước con, cô thấy mình thật tệ thương à. Tình yêu của mẹ. Đêm qua nhiều ca phẫu thuật khẩn cấp quá. May mà tất cả đều đã êm xuôi, không ca nào nguy hiểm tới tính mạng. Chị chắc mệt lắm rồi, chị tranh thủ chợp mắt một lát đi. Có chuyện gì em sẽ gọi. Không, sáng mai chị còn phải thăm khám mấy bệnh nhân nặng mới chuyển sang khoa mình. Chị không sao, pha ấm trà uống là sẽ tỉnh táo ngay. Em phục chị thật đấy, qua mấy ca phẫu thuật khó liền nhau căng thẳng thế mà. Tất cả vì bệnh nhân em mà. Nhìn ánh mắt khát khao sống và niềm tin mãnh liệt của họ đặt vào mình, mình làm sao đành lòng nghỉ ngơi chứ. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa nhập viện, bất ngờ phát hiện ung thư, khối u đã di căn từ phổi sang gan, hạch to tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở, suy hô hấp mức độ nhẹ. Lập tức đưa bệnh nhân đi làm tất cả các xét nghiệm chụp chiếu phổi, gan và dùng ngay máy hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Bác sĩ, vấn đề là bệnh nhân một mực từ chối làm tất cả các xét nghiệm chụp chiếu. Sao lại có chuyện đó? Vì bệnh nhân đang mang thai ở tuần 27, thưa bác sĩ. Sao? Lại là một ca bệnh phức tạp. Mau dẫn tôi tới phòng bệnh nhân. Bệnh nhân Đỗ Thị Huyền Trang phải không? Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi. Trời ơi, bệnh đã tới giai đoạn cuối mà cô ấy lại đang mang thai tuần thứ 27. Trang, tình hình của em hiện tại đang bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặt hai bên cổ, khối u lớn ở trung thất, mang thai ở tuần 27. Các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị, nhưng chị e rằng ta sẽ khó có thể giữ được thai nhi này. Không, bác sĩ ơi, con em chưa sinh ra thì xin bác sĩ đừng áp dụng biện pháp điều trị nào vội. Em chịu được. Bác sĩ à, em biết con được ở trong bụng mẹ ngày nào thì cơ hội con được sống càng cao ngày ấy. Bác sĩ, cô ấy thật sự đã chịu quá nhiều đau đớn nhưng vẫn rất quyết tâm. Bác sĩ, em có thể làm được. Chị cũng là một người mẹ. Chị chắc chắn hiểu hơn ai hết. Một người mẹ có thể làm được những gì cho con mình mà. Các khối u sẽ khiến em khó thở, không thể nằm được, buộc phải ngồi 24/24 trong suốt thời gian điều trị. Các cơn đau cũng sẽ không để em ngủ yên. Giai đoạn này, bệnh nhân thường chỉ chợp mắt được khoảng 2 tiếng một ngày. Em chắc mình chịu đựng được chứ? Em chịu được. Em chịu được. Vì con, em có thể làm tất cả. Cố lên, Trang ơi, mình là một chiến sĩ công an cơ mà. Con trai, mẹ đang rất kiên cường vì con. Chắc con cảm nhận được rất rõ phải không? Hãy kiên cường như mẹ, con trai nhé. Con chính là niềm vui lớn lao của cha sau này, và là niềm tự hào vô bờ bến của mẹ.
Trường hợp của bệnh nhân Đỗ Thị Huyền Trang, thai nhi hiện đang ở tuần thứ 29, nhưng sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn. Tôi e bệnh nhân có thể lên cơn suy hô hấp bất cứ lúc nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Với bệnh nhân đặc biệt này cũng không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, cũng không thể tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Vì thế, trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như sẽ hoàn toàn tỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, rất mong sự hợp tác của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng, hai kíp mổ và hỗ trợ sơ sinh sẽ lập tức được điều sang để thực hiện ca mổ. Em đã sẵn sàng chưa? Bác sĩ cứ cố gắng hết sức, được đến đâu thì được. Lấy được bé ra, con em sẽ phải tự chiến đấu với đời. Mẹ sẽ cầm cự đủ lâu để con chào đời, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Cố gắng lên, chị tin em sẽ làm được. Phải gắng hết sức vì con, không được phép bỏ cuộc. Thiên thần đáng yêu của em đây, chúc mừng hai mẹ con. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, xin chào con yêu. Mong con sẽ chiến đấu tới cùng và mạnh khỏe lớn lên, giống như mẹ con đã chiến đấu vì con. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.